À, xin chào anh em, hôm nay mình có hàng mới nhá. Hôm nay cuối tuần có hàng rất là mới và hot để giới thiệu đến các anh em. Đó chính là mẫu tai nghe Ubit. Ubit á, Ubit có từ lâu rồi mà. Nhưng mà đây là Ubit đời mới nhá, đừng có đùa. Đây là Ubit 2017 các bạn nhá. Đây chính là những cái mẫu mà mới nhất và theo cách đóng gói mới nhất của Apple hay là hoặc là của Bit by Dre cũng được. À, và cái nổi bật nhất như chúng ta ở đây thấy là màu Ultra Violet, có nghĩa là cái màu tím. Đây là cái màu mới nhất năm 2017, còn các cái màu còn lại chắc là ai cũng biết rồi. Thì mình sẽ nói qua một chút, ví dụ như là cái màu đen đỏ này, ở đây thì là cái màu mà đã có từ năm 2013, tức là cái lúc mà nó vừa mới ra mắt xong một cái thì nó đã có rồi này. Còn các cái màu như là màu gold này, màu silver này, màu space gray này thì những cái màu này đều có từ trong năm 2016 rồi. Còn đâu cái màu Ultra Violet này chính là cái màu 2017. Chắc là không có gì để nâng cấp nữa sao, nhưng mà mình có cái trải nghiệm qua thì thấy âm thanh cũng công nhận là cũng có hay hơn, nhỉnh hơn một chút so với cả cái bản cũ. Và đây chính là cái màu mới nhất các bạn chiêm ngưỡng nha, rất là đẹp tím nhưng mà nhìn nó không bị quê mà nhìn trông nó cũng kiểu chảnh chảnh ấy. Đấy, kiểu thế. Đây, mặt sau này đấy, có in tiếng Việt, tiếng viết đàng hoàng như các cái mẫu bit mới nhất bây giờ thì họ cũng như vậy. Đó, hộp này, đáy hộp này. Đấy. Và các cái sản phẩm này thì hiện tại đang có bán tại Song Long Media. Và đây là chính là năm cái màu mà hiện tại Apple cũng như là trên trang chủ của Bit by Dre đang bán, và họ đang chỉ có 5 màu này thôi, ngoài ra không có một cái màu gì khác ở cái phiên bản 2017 này. Xin mời, kính mời các anh em mà qua để trải nghiệm sản phẩm tại các chi nhánh của Song Long Media. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Mình sẽ có một cái clip để mở hộp và đánh giá chi tiết cái sản phẩm này trong cái thời gian sớm nhất có thể. Xin chào anh em.